Rồi, xin chào hết tất cả mọi người đã quay trở lại kênh đi rừng của La Cà nha. Thì hôm nay mình tiếp tục lại đi rừng rồi cả nhà. Thì mình mới lên này nhà thôi, cái gì đâu, đây là một cái củ đồng tiền, không biết anh em nào họ đào ra họ đỡ này. Cái này không phải mình đào nha, họ đào ra họ đỡ thôi. Rồi, cái lá đây là cái lá của nó này cả nhà, dời của nó chút xíu không? Nhỏ mà kêu gọi là cái lá đồng tiền mà tròn gì này đấy. Không biết anh nào anh em nào đào mà bỏ thế này, mình đem vô mát mình bỏ lại nha, anh là chết đấy. Mình đem vô trong cái này mình bỏ lại trong mát này. Đó, trong này thì mùa nắng thì nó có thể nó teo teo lại, mưa nó nở ra nha, nó không chết, nhưng mình bỏ ngoài nắng nó chết đó. Nên mình khi nào anh em nào họ cần thì họ sẽ lấy thôi, mình bỏ hoài chết thì phí nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm thôi, hôm nay mình sẽ không biết được lùng được cái cây gì ở khu vực này nha. Những cái cây chùm gõ gì nó gõ bám ăn bám ở trên cơm mới coi đẹp không đây. Đây là cây sầm lá nhỏ này, đây là lá mai này nha, mai rừng này đó. Đi mình đi rừng cái mùa này thì không có cái coi gì mà ra hoa quả đẹp đỡ, quay lại cho cả nhà xem. Đây là những cái sầm đá nha, đó sầm đá lá nhỏ này, đó lọc của nó này, đỏ đỏ này. À, một vài coi ra lọc rồi, cũng còn có coi có trái nữa cả nhà. Đẹp đẹp không? Đẹp thiệt cả nha. Đó, này mình quay cái coi nó có lọc, bây giờ mình quay cái coi nó có trái này. Thì cái giống này, nó sầm đá nè. Đó, sầm đá lá nhỏ này. Cái sầm này thì trái nó cũng nhiều lắm các mọi người à. Bông thì nó đẹp nha, mà trái này mình thấy nó không có đẹp. Nên là mình ít khi đi rừng mình lấy cái loại này, mình chỉ quay lại cho cả nhà xem thôi. Đó. Đá bọt cục cục đấy. Chục rừng này cái lá nhỏ này nhiều lắm, bạc ngàn luôn mọi người. Quay sơ sơ cái nhà thấy không, hình dung nhiều lắm. Đây cái nhà biết gì, đây là hồng trâm bắt đầu ra hoa nè cái nhà. Đây ăn tết xong rồi nó sẽ cho trái nha. Bây giờ mới có cũng một vài cây bắt đầu cho hoa rồi, chục rừng thẳm quá. Chục sầm đá này cả nhà, đá xanh xanh đét cả nhà thấy gì không, chua. Đây mình làm cái cổng hàng rào nó cũng đẹp luôn á. Hôm nay mình đi thì trời cũng có nắng cả nhà. Đây không biết coi nó ra sao nha, rậm quá. Đây sao cái lá cái này nó xíu xíu mọi người, sầm móc đó, sầm bụi rậm. Còn thấy cái thân ở đâu, dạ gai đầm nữa rồi, cái này mình không thấy đường không sao. Chung này mình nhìn thử góc cái nào nha, để mình theo thử có cái góc không, mình mới quay lại được cả nhà xem. Ủa coi này cũng được này mọi người, mà không biết rửa riết rồi ra sao nha, cũng đẹp đấy đó. Chùa trồng ghê vậy, ai banh gì mà quá trời luôn, ai đào cái củ đồng tiền nữa cơ nha. Đó, họ đào không có dục, không có đất lên á, quá trời luôn. Ghê này, không cẩn thận là bị đâm thôi. Góc này đẹp này, góc hai thần. Đây, mình cũng trồng cái xưa rồi cơ nha, bìa thân. Nó ra cái lá này, nhỏ xíu mình không hiểu sao luôn. Lần đầu tiên mình gặp cái loại cây, coi lá nó nhỏ xíu vậy này. Đó, bộ mà là lá lớn hơn nha, cái này sợ lá nhỏ xíu đó, lá này lớn nhất của nó này. Đó, mình quay hết cây coi rồi coi này, nó phủ thiệt rộng luôn mà cái lá nhỏ nhỏ không vậy nha. Chuột lá nhỏ tí 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 đó, coi cũng khá đẹp luôn cả nhà. Khi mới cái miếng bao người ta hỏi hay là mộ họ dục vô cả nhà. Đó, trên này có cái cây chữa bệnh viêm son. Đó, là cái mũ viêm son này. Còn là mũ nhiều lắm. Chắc là nằm nhỏ là dính ướt mình luôn. Đây, đã, lá này. Thấy cái lá chút thấy thích quá luôn. Đó, thì cái rừng này thì mình chỉ đi lục được cái cây này thôi cả nhà. Không có cái cây gì khác. Hồi xưa là có hải châu, có sam. Bây giờ hết rồi, người ta đã hết rồi. Giờ mình dọn tiếp đây.
ba cả nhà. Lên này, lên như nó gãy sao ta liền, nó liền băng trên này luôn này. Rút ra thấy nó đâm còn đau đó, đẹp không? Nhưng mà cái cây này á thì mình sợ cái là xuống không có rửa thôi. Ồ, lét lét đẹp quá chừng luôn cả nhà. Không hiểu sao cái cây này lá mình coi hết từ gốc ngọn từ cành luôn, lá nhỏ bé tẹo thôi, lần đầu tiên mình mới thấy. Không biết là có khi nó quá dài hay sao nha, mình không biết. Chứ mà đó, thấy nó lá nhỏ, cây này, cái nhánh này, lời này kìa, dính không? Dính luôn này luôn à. Ôm hết cái nhánh này, bách qua, dính luôn thành cái bướu luôn kìa. Đọc thiệt. Cây này trồng, trồng sống cái đẹp nha. Đó, hy vọng là ta sẽ có rỡ. Bà còn kiếm, kiếm cái cánh. Đó, mọi người thấy cây này như thế nào? Cho mình ý kiến nha, mình cách bình luận nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đào thôi. Đây, mình không biết là rỡ nó hay không, nhưng mà khả năng là rỡ nó cao lắm đó nha. Được ba cái rỡ rồi, đây này, chán rồi. Đó, ba cái rỡ, cái rỡ này nè. Chắc nếu cái rỡ như thế này á, thì mình đoán cái coi này nó sẽ không có rơi chuột. Lát lát nó không đi rồi, lát cái coi này không luôn rồi. Rồi nó to dài là chắc chắn coi này không có rơi chuột rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình cắt ra. Quá mệt luôn cả nha, đã lên coi rồi nha. Thấy có cái cụm mới đẹp không? Đó, chiều rồi. Đây, mình đánh từ chỗ này ra này. Đó, bây giờ thấy phong bay đẹp không? Đây, rỡ đi. Chùa. Hai cái rỡ bự. Rỡ nhỏ theo, theo theo nữa đây. Đây, rỡ tầm 7. Dính vô. Đây, 1, 2, 3 rỡ. Nhưng mới rồi còn nó bám ra nữa kìa. Đó, mình chống cái xà bè. Trục. Chìm. Chìm mà cờ rôm. Bây giờ mình sẽ giác ra. Giác ra rồi, bây giờ mình mới thấy trái của nó đây nha. Mình cắt cây gần ở đâu đó, đó hú mình đào này. Trái đây. Chua nha. Đây là trái của nó này. Đẹp không? Còn đây là trái của cái sầm đá này, hai cái trái khác nhau. Đây là trái sầm mốc này. Đó nhà đó. Trùng luôn. Đó là cành mình cắt này. Nhà thấy trái một cục luôn. Đây là cây sầm đá này. Sầm đá lá nhỏ này. Đó, mình sẽ để cái cành này. Mình soi cả nhà xem đi. Còn hai cái trái này đều xá đi cả nhà xem nè. Trái này nó đẹp hơn, trái này mới vừa đẹp trái rồi mà nó đã có đẹp rồi. Nó là một chùm. Còn cái này nó cũng chùm mà nằm ở trong thân đây nha. Đây rồi, lòi lên trên nha ha. Đào xong mới thấy trái của nó đây nha. Mình cắt rồi, bây giờ mình đi lùng lùng coi thứ còn cái nào không nha. Mình vác lần ra luôn. Đây nha cả nhà, vì mình vác đi đây. Đi mình nhìn thì thấy tiếp một bụi nữa. Đó. À nó ủ trong sâu kìa, nó lòi cái lá ra ngoài thôi cả nhà. Đó, thì bây giờ mình dọn mình coi thử nằm ở đâu nha, được không nha. Mình thấy cái hấp dẫn quá cái mình quên quay luôn lại luôn cả nha, dọn luôn mất tiêu rồi. Đó, cái này nó nhỏ thôi thì cỡ tầm bao nhiêu, cỡ 16 sáu, nhưng mà nó lùng chi vậy, tàn nó đẹp quá, mình thích cái mơ mất. Cái này mình đỡ bàn được á, mà không biết cái này có sợ không. Lát giờ rất lát giờ dướng thì không có rửa nó đâu, thực cực rửa bành đại. Bây giờ thấy thế nào? Thấy chưa? Đỡ hình dung quan đỡ anh bàn nhỏ nhỏ vậy, nếu ra bông nữa mình đỡ bằng cả y bài luôn, y tô mười tô. Đấy, bây giờ mình tiếp tục nha. Hên quá, đã quá cả nhà. Được, đã. Nó liệt bằng hết. Cây này thì cũng ít rỡ thôi cả nha. Đó, có cái bầu này. Để mình giác ra ngoài mình quay lại luôn. Cũng khá mệt với em này ạ. Đó, đem ra ngoài rồi. Cây này nha. Bây giờ mình xả bầu luôn. Để cái bầu này nhiều người tưởng là nhiều rỡ nha. Mình xả thí nghiệm cho cả nhà xem.
Rửa cái này không có rửa cái nha, ngay chọt luôn. Cái này là coi như là thất bại rồi, không ăn thua được một cái này thôi đó. Chô giá ráng giác ra ai gì chất vớt không, không có rửa sao sống uổng rồi. Cái này ước chi mà rửa một ngày này cũng 5 cái thôi. Cái này thôi là đẹp luôn đó nha. Ủa, những cái đẹp mà lại còn không có rửa. Cái này mình không cầm dừa đâu, bỏ, không còn sống được. Rửa như thế này, nhiều thế này còn mệt mây còn có hy vọng đó nha ơi. Trời vẫn còn nắng nhưng mà bây giờ thì cũng hơi muộn rồi cả nha. Mình cũng không có đi lùng nữa đâu đó. Thì hai cây nhưng mà được một cây thôi. Cây lớn là cũng ngon á. Thì hôm nay mình cũng xin kết thúc cái chuyến đi rừng tại đây luôn nha cả nhà. Có ổ ong hay sao này. Ong gì á? Ong này không không phải ong mật à. Mới nhìn cái thứ ong mật. Tưởng là gặp tổ ong mật nữa chứ. Rồi mình cũng xin chúc hết tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe nha.